Nhưng bố không cho chơi nữa. Nhưng bố bảo Hiểu Ngọc đừng chơi với con nữa. Nha. Hả? Đang con. Con. Hả? Con chơi với bố không ngon nói chơi với con á. Nhưng bố không cho chơi nữa. Nha, bố không cho con chơi với Hiểu Ngọc nữa nha. Con chơi với Hiểu Ngọc. Rồi con đang con còn nhác học nữa. Coi, ngẩng mặt lên coi. Coi bố coi cái màn mổ. Có muốn chơi với Hiểu Ngọc không? Có. Rồi dạo này có chơi với Hiểu Ngọc được không? Có. Có à? Rồi Hiểu Ngọc ngoan không? Có. Hiểu Ngọc học giỏi không? Có. Có. Rồi con học giỏi không? Có. Con học được cái chi? Học được chữ. Học được chữ chi rồi? Học được chữ. Học được chữ răng đi đó. Này bố gọi điện cho mẹ Hiểu Ngọc nha. Nói Hiểu Ngọc đừng chơi với con nữa nha. Chị đang đi trên bàn ấy. Ừ, rồi bố nói nha. Bố gọi điện cho mẹ Hiểu Ngọc nha. Nha. Không. Không cho con chơi với Hiểu Ngọc nữa nha. Ừ. Nha. Cần chú Hiểu Ngọc. Hả? Không chơi với con nữa. Nhưng bố bảo Hiểu Ngọc đừng chơi với con nữa. Nha. Bố bảo Hiểu Ngọc đừng chơi với con nữa nha. Nha. Tại con nhắc học mà. Con không biết chữ mà. Này bố alo bảo Hiểu Ngọc luôn. Bố alo nói chuyện với Hiểu Ngọc luôn nha. Nói Hiểu Ngọc ơi đừng chơi với Tuấn Kiệt nữa nha. Con làm rồi hỏng mất đó. Hả? Đang con. Bố alo nhá. Đang con khóc nữa. Khóc xấu nữa. Rồi thì phải ngoan nhá. Ừ, học bài nhá, bố mới cho chơi với Hiểu Ngọc nhá. Ừ, bố mới nói với Hiểu Ngọc chơi với con nhá. Ừ.